Chào mừng bạn đến với Taraka Yoga. Chào mừng bạn đến với chuỗi bài tập cân bằng chakra, cân bằng năng lượng trong cơ thể. Xin mời chúng ta cùng nhau ngồi vào thảm. Khép hai chân. Ngồi ở tư thế thật sự thoải mái, chân phải chồng lên trên chân trái. Chỉnh thẳng lưng. Thả lỏng hai vai, thả lỏng khuôn mặt, hai tay chắp trước ngực. Chúng ta chào nhau. Sat Nam. Chỉnh thẳng lưng. Hướng sự chú tâm vào bên trong cơ thể của mình. Nhẹ nhàng quan sát hơi thở đi vào và đi ra qua cánh mũi. Bài tập này tập trung hoàn toàn vào việc cung cấp năng lượng, thanh lọc và thức tỉnh của Muladhara Chakra, luân xa gốc. Năng lượng này mang lại sự ổn định cho cơ thể và tinh thần, mang lại cảm giác an toàn và ổn định. Nó giúp xóa bỏ dần nỗi sợ hãi và lo lắng. Nó mang lại cảm giác kết nối với vạn vật xung quanh, kết nối với đất. Yếu tố đất cũng giúp làm tăng sức sống, giúp tăng năng lượng và nuôi dưỡng sức sống, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Hãy sẵn sàng để cảm thấy được nạp năng lượng, cảm thấy được phục hồi, cảm thấy được an toàn và được bảo vệ. Cảm thấy hài lòng với mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Một trạng thái tràn đầy sức sống và lạc quan. Chúng ta cùng nhau bắt đầu buổi tập bằng cách tụng câu mantra Om Namo Guru De Namo 3 lần. Hít vào. Om Namo Guru De Namo. Om Namo Guru De Namo. Nhẹ nhàng đặt hai tay lên gối, hai lòng bàn tay ngửa, ngón trỏ chạm ngón cái. Và hấp thụ năng lượng của câu mantra. Đây cũng là một tư thế thư giãn sau mỗi chuyển động trong bài tập của chúng ta. Lưng giữ thẳng. Mật độ suy nghĩ bắt đầu giảm dần. Trước tiên, chúng ta khởi động làm nóng cơ thể bằng chuỗi Kundalini Yoga. Nó sẽ giúp cơ thể giải phóng hết mệt mỏi, tiêu cực và làm sạch năng lượng trong cơ thể. Mỗi chuyển động chúng ta thực hành trong vòng 3 phút. Đầu tiên là chuyển động xoay tròn cột sống, hai tay ôm đầu gối. Hít vào đẩy ngực về trước, xoay sang bên trái.
thở ra vòng sau lưng và xoay sang bên phải. Lặp lại, hít vào, nhẹ nhàng khép mắt lại hoặc hướng ánh mắt xuống đỉnh mũi. Duy trì cằm song song với thảm, thả lỏng hai vai. Và chuyển động theo nhịp điệu của chính mình. Hít vào sắt, thở ra nam. Tiếp tục duy trì cằm song song với thảm để khi chúng ta đẩy ngực về trước thì ngực được mở rộng. Và khi chúng ta vòng lưng ra sau thì các đốt sống được duỗi và làm nóng mạnh mẽ hơn. Tiếp tục hít vào sắt, thở ra nam. Hãy để dòng năng lượng tuôn chảy trong bạn. Nếu bạn cảm thấy hơi chóng mặt thì xoay chậm lại một chút. Nếu được thì bạn hãy tăng tốc nhanh hơn một chút. Vẽ vòng tròn rộng hơn nếu được. Đừng quan tâm là mình đang nhìn như thế nào, mà chỉ quan tâm mình đang cảm nhận ra sao trong chuyển động này. Hít vào sắt, thở ra nam. Tiếp tục thả lỏng vai, cằm song song với thảm, vẽ vòng tròn rộng hơn nếu được. Kết nối với đáy của cột sống, kết nối với vùng đáy của xương chậu. Hít vào sắt, thở ra nam. Và tiếp tục xoay tròn, trở về trước và chúng ta đổi bên. Hít vào đẩy ngực về trước, xoay sang bên phải, thở ra vòng ra sau lưng và xoay sang trái. Tiếp tục xoay ngược lại, hít vào sắt, thở ra nam. Hít vào xoay sang bên phải, thở ra xoay sang trái. Và tiếp tục chuyển động theo nhịp điệu của chính mình. Có thể chuyển động làm bạn cảm thấy khó chịu ở vùng bụng, ở vùng dạ dày, có thể ợ chua hay đầy hơi. Đừng phán xét, mà hãy cứ để nó chảy qua, để nó trôi đi những cái cảm giác đó cùng với hơi thở ra của bạn. Nó sẽ giúp bạn tìm thấy cảm giác dễ chịu hơn. Tiếp tục chuyển động, hít vào sắt, thở ra nam. Có thể đôi khi bạn cảm thấy hơi chóng mặt, đừng lo lắng. Đó là lúc cơ thể của bạn được đào thải độc tố. Bạn chỉ cần hít thở sâu hoặc dừng lại một chút thôi, tìm lại cân bằng, rồi lại quay lại với dòng chảy của chuyển động. Liên tục kết nối với Muladhara Chakra, luân xa gốc, ở phía đáy cột sống. Vẽ một vòng tròn từ đáy cột sống. Và hít vào trở về trước, nín thở, giữ lại hơi thở, tìm lấy điểm trung tâm của cơ thể. Thở ra. Hai lòng bàn tay ngửa, vẫn nhắm mắt,
quan sát và cảm nhận năng lượng trong cơ thể khác biệt ra sao so với trước khi chúng ta bắt đầu buổi tập. Tiếp theo là chuyển động spinal flex. Chuyển động này giống như bò mèo trong yoga. Hai tay nắm lấy cổ chân hoặc là cẳng chân, duỗi thẳng hai khuỷu tay, duy trì cằm song song với thảm. Hít vào đẩy ngực về trước, đẩy căng ngực về trước, cằm song song với thảm. Thở ra, vòng lưng ra sau. Hít vào đẩy ngực về trước, thở ra, vòng lưng ra sau. Và lặp lại theo nhịp điệu của chính bạn. Hít vào đẩy ngực về trước, thở ra, vòng lưng ra sau, duỗi thẳng khuỷu tay. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Khép mắt lại hoặc hướng nhẹ ánh mắt xuống đỉnh mũi để tâm trí của chúng ta không bị phân tán và dành trọn vẹn cảm nhận để hấp thụ chuyển động của chúng ta. Có thể âm thanh xung quanh Taraka hơi ồn bởi vì là ngoài trời đang mưa. Các bạn cũng đừng phán xét mà hãy để những âm thanh đó như là một điều gì đó để chúng ta thực hành sự tập trung của mình. Hít vào sắt, thở ra nam. Hít vào, thở ra. Chuyển động này giúp kích hoạt năng lượng luân xa gốc, giúp làm nóng và kéo dài cuộc sống, kích hoạt năng lượng trong toàn bộ cuộc sống và giúp cuộc sống luôn linh hoạt, dẻo dai. Đây là cách mà các yogi tính tuổi cho mình. Cuộc sống càng linh hoạt có nghĩa là tuổi của bạn càng trẻ. Và đây là bài tập rất tốt để duy trì một cuộc sống trẻ trung và khỏe mạnh. Nếu bạn là người bận rộn thì đây là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn vào mỗi buổi sáng sớm. Chỉ cần ngồi xuống và thực hành bài tập này trong vòng 3 tới 5 phút mỗi ngày. Hít vào sắt, thở ra nam. Chuyển động nhanh hơn một chút nếu được, hoặc chậm lại. Nếu tiếng gọi bên trong cơ thể bạn mách bảo, hãy lắng nghe cơ thể của bạn, tiếng nói bên trong cơ thể bạn là tiếng nói thông thái nhất, là người thầy tốt nhất của bạn. Hãy luôn lắng nghe sự mách bảo bên trong cơ thể của bạn và ứng dụng điều này vào cuộc sống hàng ngày, thì đó là một thành công tuyệt vời trong quá trình tập luyện của bạn. Từ từ giảm tốc độ và dừng lại, hít vào, nín thở, kết nối với trung tâm năng lượng của cơ thể. Thở ra, hai tay đặt lên gối, hai lòng bàn tay ngửa, vẫn nhắm mắt và hấp thụ năng lượng của bạn. Một dòng năng lượng mới đang tuôn chảy trong bạn. Và từ từ duỗi thẳng hai chân, lắc nhẹ hai chân. Chúng ta chuyển sang tư thế con bướm, đưa hai lòng bàn chân chạm nhau, hai tay đan lại với nhau và ôm lấy hai lòng bàn chân, kéo gót chân về gần khớp háng hết sức có thể. Hít vào, duỗi thẳng lưng lên và co gối lên.
Thở ra nhấn sâu đầu gối về mặt thảm. Lặp lại hít vào và thở ra. Khi nhấn gối về đầu về thảm thì nhấn sâu hết sức có thể. Giữ thẳng lưng, khép mắt lại hoặc hướng ánh mắt xuống đỉnh mũi. Và để hai chân của chúng ta di chuyển giống như đôi cánh của con bướm. Chuyển động này giúp làm nóng phần đùi, khớp háng. Và nó cũng giúp giải tỏa sự khó chịu trong thời kỳ kinh nguyệt. Và hỗ trợ sinh đẻ dễ dàng nếu bạn duy trì bài tập này tới tận lúc sinh đẻ hoặc trong quá trình mang thai. Hít vào sắt, thở ra nam. Bài tập này còn giúp kích hoạt luân xa gốc của chúng ta. Hít vào, thở ra. Có thể bạn đang cảm thấy bắt đầu nóng dần lên hoặc đang rất nóng. Đừng lo lắng, hãy cứ để dòng năng lượng trong bạn được tuôn chảy về trái tim, giúp cơ thể bạn được chữa lành, để nguồn năng lượng tiềm ẩn trong bạn được đánh thức và thức tỉnh vị thầy vĩ đại, linh thiêng bên trong bạn. Tăng tốc hơn một chút nữa nếu được. Tới đây thì Taraka cảm thấy rất dễ chịu ở vùng bụng dưới rồi. Và khớp háng thì đang là cảm giác như nó linh hoạt và mềm dẻo hơn rồi. Từ từ giảm tốc độ và dừng lại. Hít vào một hơi thật sâu, giữ lại hơi thở, kết nối với trung tâm của cơ thể. Thở ra. Chúng ta chồng chân phải lên trên chân trái, hai tay đặt lên gối, ngón trỏ cả chạm ngón trỏ cái và cảm nhận một nguồn năng lượng mới, một nguồn prana mới đang tuôn chảy mạnh mẽ hơn trong cơ thể của chúng ta. Tiếp theo, mở hai tay sang ngang, chúng ta chuyển sang chuyển động có tên spinal twist, vặn người. Đặt hai tay lên vai, ngón trỏ ôm sau vai, các ngón tay còn lại ôm phía trước vai. Hít vào xoay sang bên trái, thở ra xoay sang bên phải. Lặp lại, hít vào xoay sang trái, thở ra xoay sang phải. Tiếp tục lặp lại theo nhịp điệu của chính bạn, xoay vai theo trục dọc của cột sống. Để đầu di chuyển tự nhiên, để cột sống của chúng ta luôn tạo thành một trục thẳng với đỉnh đầu, giúp cho năng lượng trong cơ thể luôn được chảy đều. Hít vào, sát thở ra nam. Chuyển động này giúp kích hoạt năng lượng vùng lưng trên, năng lượng nơi trái tim, phát triển tình yêu thương vô điều kiện với vạn vật xung quanh,
Chuyển động vặn người sâu này cũng giúp cơ thể thanh lọc và đào thải độc tố, đào thải năng lượng tiêu cực ra bên ngoài qua hơi thở ra của chúng ta. Hít vào, thở ra, vặn sâu hơn nữa nếu được. Nhớ thở hết ra cho bụng mềm hơn, để chúng ta vặn người được sâu hơn. Hít vào sắt, thở ra nam. Cố gắng lên, bạn thật tuyệt vời. Cơ thể của chúng ta đang nóng lắm rồi đúng không ạ? Tăng tốc hơn một chút nữa nếu được. Và từ từ giảm tốc độ. Dừng lại, hít vào một hơi thật sâu, nín thở. Thở ra, hạ hai tay lên gối. Thả lỏng hai vai, thả lỏng khuôn mặt. Cảm nhận nguồn năng lượng mới, mới hơn nữa, đang tuôn chảy mạnh mẽ hơn nữa bên trong cơ thể của chúng ta. Hôm nay vừa luyện tập và vừa nghe tiếng mưa rơi cùng với Taraka. Tiếp theo, hai tay ôm gối, chúng ta xoay tròn cổ, hạ cằm về trước và xoay sang bên trái. Thở ra, xoay sang phải. Lặp lại, hít vào xoay sang trái. Thở ra, xoay sang phải. Chuyển động thật sự chánh niệm. Thật sự nhận thức, cảm giác của chính mình. Xoay tròn cổ giúp giải phóng hết sự nhức mỏi ở các đốt sống cổ. Nhưng mà hãy chuyển động thật chậm thôi bạn nhé. Và xoay ngược lại. Đưa cằm về giữa, xoay sang bên phải. Thở ra, xoay sang trái. Hít vào, xoay đầu sang phải. Thở ra, hạ sang trái. Vẽ một vòng tròn theo nhịp điệu của chính mình. Hít vào trở về trước và thở ra, hai lòng bàn tay ngửa, lắng đọng lại một chút. Tiếp theo là bài tập loại bỏ cái tôi, Ego Eradicator. Gập các đầu ngón tay lại, mở hai ngón tay cái ra, thẳng hai tay lên một góc 60 độ hoặc 45 độ. Ngón tay cái hướng về phía đỉnh đầu.
và khép mắt lại, chúng ta thực hành hơi thở lửa. Hít vào, phình bụng lên, thở ra qua miệng và tạo âm thanh như tiếng chó thở hổn hển khi nó khát nước. Hít vào. Tiếp tục thở theo nhịp điệu của chính mình. Không quan trọng là bạn thở nhanh như thế nào, mà quan trọng là bạn cảm nhận và hơi thở dứt khoát ra sao. Bài tập Ego Eradicator này giúp loại bỏ dần bản ngã, cân bằng bản ngã và bản thể. Tiếp tục. Bài tập này chúng ta tránh tập trong thời kỳ đầu mang thai hoặc là những ngày đầu trong kỳ kinh nguyệt. Nếu bạn là người mới bắt đầu, nếu bạn tập một thời gian dài rồi thì hãy lắng nghe cơ thể của mình. Hít vào, thẳng hai tay lên, ngón hai ngón cái chạm nhau, nín thở. Thở ra, duỗi các đầu ngón tay, ốp hai tay, đẩy hết năng lượng tiêu cực, đẩy hết sự mệt mỏi về với mẹ của trái đất. Xin gửi hết mệt mỏi và tiêu cực về với lòng đất. Tưởng tượng như cơ thể của chúng ta đang ở trong một khối kim tự tháp. Và tiếp theo, chống hai tay, đẩy vai lên tư thế cái bàn. Chỉnh cho lưng song song với thảm. Hai tay mở rộng bằng vai, xòe rộng các đầu ngón tay để trợ lực cho cổ tay. Hít vào, duỗi chân phải ra sau, chống mũi chân phải xuống. Và thở ra, đẩy gót chân ra sau. Chúng ta thực hiện một di chuyển nhẹ nhàng ở đây. Hít vào, đẩy vai về trước. Thở ra, đẩy gót chân ra sau. Để chúng ta đẩy dòng lưu thông về phía hai bàn chân, về phía mặt sau của cơ thể. Những bài tập trước thì ngồi lâu, chân của chúng ta cũng bắt đầu khá mỏi. Đổi bên, chống mũi chân trái ra sau và đẩy nhẹ về trước, đẩy nhẹ ra sau. Vẫn nhắm mắt nếu được. Một lần nữa, hít vào, đẩy về trước, thở ra, đẩy ra sau và trở về tư thế cái bàn. Tư thế chó úp mặt, chuẩn bị chống hai mũi chân. Hít vào, lưng gối và thở ra, đẩy mông lên chó úp mặt. Đẩy nhọn mông lên, kết nối với khu vực đáy cột sống, khu vực đáy xương chậu. Tiếp theo là những asana, những tư thế yoga tiếp tục đánh thức, chữa lành và cân bằng Muladhara Chakra. Luân xa gốc có hình dạng hoa sen bốn cánh và có màu đỏ. Chúng ta hãy hướng sự chú tâm kết nối với vùng đáy cuộc sống với Muladhara Chakra và tưởng tượng từ luân xa gốc lan tỏa ra một màu đỏ và tràn ngập khắp cơ thể của chúng ta, một màu đỏ ấm áp, ổn định, an toàn. Hít vào, trùng gối, thở ra, từ từ bước hai chân về phía đầu thảm.
mở hai chân rộng bằng hông, trùng đầu gối, đẩy nhọn mông lên, thực hiện tư thế ragdoll, tư thế con búp bê vải. Tưởng tượng như thân trên đang được treo lơ lửng trên đùi của bạn và đẩy nhọn xương cụt lên phía trên. Thả lỏng hai tay về phía sàn nhà. Thả lỏng thân trên, kết nối tâm trí với Munahara Chakra, tưởng tượng từ luân xa gốc tỏa ra một màu đỏ. Một màu đỏ tỏa khắp cơ thể, mang lại cảm giác ổn định, cảm giác bình an, cảm giác an toàn cho chúng ta. Nhớ trùng đầu gối để xương cụt của chúng ta được tác động sâu hơn. Từ từ thoát ra khỏi tư thế, chống hai tay lên hông và vẫn trùng đầu gối, cuộn lưng lên cho người đứng thẳng, vươn hai tay qua đầu, mở vai mở ngực nếu được, thở ra hai tay chắp trước ngực. Chúng ta thực hiện chào mặt trời A trong Hatha Yoga để chúng ta kết nối và tác động sâu hơn vào Mulahara Chakra, luân xa gốc. Hai tay chắp trước ngực. Vẫn nhắm mắt và lắng nghe lời dẫn của Taraka nếu được. Để bạn cảm nhận được cơ thể của mình sâu hơn, hít vào vươn hai tay qua đầu, mở vai mở ngực nếu được. Thở ra gập người về trước, thở hết, thở hết. Hít vào chống chắc hai tay, bước chân trái ra sau. Hạ đầu gối chân trái, chống hai tay và vươn ngực lên, ngực không tì vào đùi. Kết nối sâu hơn nữa với Munahara Chakra. Nhấn sâu cái hông xuống và vươn căng ngực lên. Thở ra chống hai tay, bước chân về tư thế chó úp mặt, đẩy nhọn mông lên, liên tục kết nối, giữ kết nối với luân xa gốc. Từ đây, hạ gối, hạ cằm ngực, chuẩn bị nhớ trong lúc dừng lại thì hãy chú trọng và thở ra, đừng nín thở. Hạ gối, hạ cằm ngực, nhổ mông. Hít vào, trườn vai lên, cobra pose, tư thế rắn hổ mang. Thở ra, chó úp mặt. Đẩy nhọn mông lên. Tác động sâu hơn nữa vào đáy cột sống, vào Mulahara Chakra. Hít vào, bước chân trái về giữa hai tay, hạ gối phải, vươn ngực lên. Thở ra, bước chân về trước. Hít vào, vươn hai tay lên. Trái núi, mở vai, mở ngực nếu được. Nhưng không gập lưng bạn nhé. Thở ra hai tay chắp trước ngực. Vẫn nhắm mắt nếu được.
Chúng ta lặp lại. Hít vào, vươn hai tay lên, mở vai, mở ngực. Thở ra, gập người về trước, thở hết. Hít vào, bước chân phải ra sau, hạ gối phải, vươn căng ngực. Thở ra, chó úp mặt, thở hết. Hạ gối, hạ cằm ngực, nhổ mông. Hít vào, chườn vai lên, cobra. Thở ra, chữ V ngược. Hít vào, bước chân phải về giữa hai tay, hạ gối trái, vươn ngực lên cao. Thở ra, nhấc chân trái về trước. Hít vào, vươn hai tay lên, mở vai, mở ngực nếu được. Thở ra, hai tay chắp trước ngực. Vẫn nhắm mắt. Để có sự kết nối sâu hơn với nguồn năng lượng đang tuôn trào trong cơ thể của bạn, nhắm mắt để lắng nghe tiếng gọi của người thầy vĩ đại bên trong bạn. Lặp lại, chuẩn bị. Hít vào, vươn hai tay, mở vai, mở ngực. Thở ra, gập người về trước. Hít vào, bước chân trái ra sau, hạ gối trái, mở vai, mở ngực. Kết nối với Muladhara Chakra, thở ra, chó úp mặt, đẩy nhọn mông, hạ gối, hạ cằm ngực. Hít vào, chườn vai lên, cobra. Thở ra, chó úp mặt. Hít vào, bước chân trái về giữa hai tay, hạ gối phải, vươn căng ngực lên. Thở ra, nhấc chân phải về trước. Hít vào, vươn hai tay lên, mở vai, mở ngực. Thở ra, hai tay chắp trước ngực. Chúng ta lặp lại luôn. Hít vào, mở vai, mở ngực. Vươn hai tay lên. Thở ra, gập người về trước. Hít vào, nhấc chân phải ra sau, hạ gối phải. Lần này chúng ta giữ lại ở tư thế nửa vầng tư thế nửa vầng trăng này để có sự kết nối sâu hơn với Muladhara Chakra. Vươn hai tay qua đầu, khép mắt lại, tìm lại kết nối với cơ thể, tìm lấy điểm cân bằng của cơ thể, tiếp tục kết nối với luân xa gốc. Và thở ra, chống hai tay, bước chân về, chó úp mặt. Hạ gối, hạ cằm ngực, nhổ mông, đẩy nhọn mông ra sau. Hít vào, chườn vai lên, cobra. Thở ra, chó úp mặt. Hít vào, nhấc chân phải về giữa hai tay, hạ gối trái, vươn hai tay qua đầu. Tìm điểm cân bằng trong tư thế, giữ lại, kết nối với Muladhara Chakra, từ luân xa gốc lan tỏa ra một màu đỏ, tràn ngập khắp cơ thể, một cảm giác ổn định, an toàn, ấm áp. Và thở ra, chống hai tay, bước chân trái về đầu thảm. Hít vào, vươn hai tay lên trái núi, mở vai, mở ngực nếu được. Thở ra, hai tay chắp trước ngực. Khép mắt lại. Cảm nhận một nguồn năng lượng mới.
cảm nhận một màu đỏ đang lan tỏa khắp cơ thể từ lần xa gốc. Và từ từ hạ hai tay. Tiếp theo sẽ là những chuyển động mạnh mẽ hơn, tác động sâu vào luân xa gốc. Mở hai chân rộng hơn hông một chút. Mở hai tay sang ngang, hai tay, hai lòng bàn tay úp về phía thảm. Hai tay ngang vai, hít vào xoay vai sang bên trái. Thở ra xoay vai sang bên phải. Lặp lại, hít vào xoay sang trái. Thở ra xoay sang phải. Chỉ xoay vai, không xoay hông. Lặp lại theo tốc độ của mình. Chuyển động này giúp đánh thức và chữa lành toàn bộ cơ thể. Tăng tốc hơn một chút nữa nếu được. Và đừng quên hít thở. Bây giờ thì bạn cảm thấy đỡ chóng mặt hơn rồi đúng không ạ? Và nhớ là bài tập này là một quá trình. Nếu bạn là người mới bắt đầu thì hãy lắng nghe cơ thể của bạn, dừng lại bất kỳ khi nào mà cơ thể của bạn mách bảo. Sau đó lại quay trở lại với dòng chảy của buổi tập. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Xoay vai sâu hơn nữa. Chuyển động này thật sự là tuyệt vời và hoàn hảo, giúp cơ thể được chữa lành và đánh thức nguồn năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể của mỗi người. Hít vào sắt, thở ra nam. Mỗi lần chúng ta tụng sát nam là mỗi lần chúng ta nhắc nhở, gọi ra sự thật. Bạn là ai? Và từ từ giảm tốc độ, dừng lại, xuôi hai tay, thả lỏng hai vai, thả lỏng khuôn mặt. Thở hết ra. Tiếp theo, bạn khép hai chân, chúng ta đá chân trái lên và chéo sang bên phải. Tay chống lên hông hoặc mở hai tay sang ngang, tùy theo tiếng gọi cơ thể bạn. Hít vào đá chân trái lên, thở ra hạ xuống và đổi chân. Bạn có thể mở mắt hoặc nhắm mắt. Và mỗi lần đá chân lên thì tạo ý định đẩy sâu vào đáy cột sống, kết nối sâu hơn nữa với luân xa gốc của bạn. Từ luân xa gốc tỏa ra một màu đỏ khắp cơ thể của bạn, một cảm giác an toàn, một cảm giác đầy đủ. Động tác đá chân này cũng hỗ trợ bạn giải phóng căng thẳng, cảm giác khó chịu trong thời kỳ kinh nguyệt.
nhớ thở hết ra để cơ bụng của bạn được mềm ra, để chuyển động của bạn được sâu hơn. Nhớ đừng nín thở, liên tục thở ra. Đá cao chân lên, tác động sâu hơn nữa vào luân xa gốc. Từ từ giảm tốc độ. Và chúng ta giảm tốc độ một chút nữa. Và dừng lại. Hít vào. Thở ra. Xuôi hai tay. Khép mắt lại. Thả lỏng hai vai. Thả lỏng khuôn mặt. Từ từ thở hết ra. Thả lỏng hơi thở. Và tiếp theo là một thử thách lớn nhất trong buổi tập ngày hôm nay, đó là chuyển động còn quạ. Mở hai chân rộng hơn hông, hai bàn chân song song với nhau nếu được, duỗi thẳng hai tay về phía trước, đan các ngón tay lại, duỗi hai ngón tay trỏ và khóa hai ngón tay cái, ngón trái chồng lên ngón phải. Vươn thẳng hai tay ra trước, hít vào hạ mông thấp xuống hết sức có thể. Bạn có thể hạ sâu xuống nếu được, hoặc là giống như tư thế squat. Nếu cơ thể của bạn không thể ngồi thấp hơn. Và thở ra đứng thẳng lên, hít vào hạ mông thở ra. Duỗi thẳng chân, đẩy hông về trước một chút, nhưng mà đừng ưỡn bụng, đừng tạo áp lực cho cột sống. Chúng ta đẩy nhẹ hông về trước để tác động sâu hơn nữa vào Muladhara Chakra, luân xa gốc. Hít vào thì hạ thấp hơn nữa để cái đáy cột sống của chúng ta, xương cụt của chúng ta nó được tác động sâu hơn. Và thở ra đẩy hông căng hơn một chút. Nhớ là trọng tâm của cơ thể đang dồn về hai gót chân. Chuyển động bằng cơ lõi của chúng ta. Đừng tạo áp lực cho đầu gối. Cố gắng lên. Tuy là một thử thách lớn nhất trong buổi tập ngày hôm nay, nhưng mà Taraka tin là bạn sẽ làm được. Bạn sẽ hoàn thành xuất sắc chuyển động này. Cố gắng lên. Hít vào xuống, thở ra lên. Hít vào xuống, thở ra lên. Bạn có thể nhắm mắt hoặc hướng ánh mắt về phía đầu ngón tay. Hít vào xuống, thở ra lên, cố gắng lên. Nhớ nhấn sâu vào gót chân, cơ đùi. Đừng tạo áp lực cho đầu gối. Hạ thấp mông hết sức có thể. Cố gắng lên. Duy trì hai tay song song với thảm. Hít vào xuống, thở ra lên. Bạn thật tuyệt vời. Chúng ta sắp hoàn thành rồi. Cố gắng lên. Cố gắng lên, bạn thật tuyệt vời. Từ từ giảm tốc độ, giảm tốc độ. Và lần cuối chuẩn bị. Hít vào, thở ra. Lần cuối cùng, hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra, xuôi hai tay xuống, ngửa hai lòng bàn tay lên. Thở hết năng lượng tiêu cực qua hai lòng bàn tay. Khép mắt lại, thở hết ra. Chúng ta chuyển sang tư thế tiếp theo, tác động sâu hơn vào cơ quan cảm xúc và tâm trí. Chúng ta ngồi xuống thảm để chuẩn bị thực hiện tư thế anh hùng. Anh hùng
là người không sợ hãi, vì vậy thực hiện tư thế anh hùng giúp chúng ta thanh lọc nỗi sợ hãi và xây dựng một cơ thể cảm xúc, tinh thần thật sự ổn định. Chúng ta sẽ học những đức tính tốt đẹp từ anh hùng. Bắt đầu, đưa gót chân trái ra ngoài đùi phải, co gót chân phải ra sau mông và đưa hai gót chân sát vào mông, nhưng mà mông không ngồi lên gót chân bạn nhé. Chống hai tay lên lòng bàn chân, nhấc mông lên để chúng ta đẩy hai cái đầu gối về gần nhau hơn nữa. Hai đầu gối tạo thành một trục thẳng nếu được. Hãy lắng nghe tiếng gọi cơ thể của mình để cho hông của chúng ta thật sự thoải mái. Giữ thẳng lưng, thả lỏng hai vai, thả lỏng khuôn mặt. Và chúng ta ép các ngón tay lại với nhau nhưng duỗi hai ngón tay cái ra. Sau đó vươn sang hai bên, chống hai ngón tay cái xuống sàn nhà. Hai ngón tay tạo thành một đường thẳng với xương cột. Nhẹ nhàng khép mắt lại. Hướng nhận thức xuống khu vực đáy xương chậu tại Muladhara Chakra. Hãy tưởng tượng bạn đang trong hình dạng một khối kim tự tháp vững chắc và ổn định, giống như một ngọn núi, một chiến binh dũng mãnh và không sợ hãi. Cảm giác như không có bất kỳ điều gì có thể di chuyển được bạn khỏi vị trí hoàn toàn an toàn và ổn định này. Tiếp tục duy trì tâm trí tập trung vào Muladhara Chakra. Chúng ta giữ tư thế trong vòng 3 phút. Taraka xin được tĩnh lặng để bạn có sự kết nối sâu hơn. Nhẹ nhàng hướng sự chú tâm quay trở lại với hơi thở. Và chúng ta thoát ra khỏi tư thế duỗi thẳng hai chân ra trước. Chống hai tay ra sau. Ngả nhẹ vai ra sau và hấp thụ cảm giác.
an toàn, ổn định, kết nối với đất, kết nối với vạn vật xung quanh. Tiếp theo chúng ta đổi chân. Tương tự như chân trái có chân phải, đưa hai gót chân về gần mông. Và chỉnh cho hai đầu gối về một trục thẳng. Mở hai tay sang ngang, chống ngón tay cái xuống tạo thành một đường thẳng với xương cụt. Tiếp tục tưởng tượng bạn đang trong hình dạng một khối kim tự tháp vững chắc, an toàn, ổn định, giống như một ngọn núi, một chiến binh dũng mãnh và không sợ hãi. Tiếp tục nuôi dưỡng phẩm chất không sợ hãi của một chiến binh, luôn dũng cảm, mạnh mẽ như một ngọn núi. Tiếp tục kết nối với Muladhara Chakra. Từ Muladhara Chakra lan tỏa ra một màu đỏ. Lan tỏa tràn ngập lên trục dọc của cuộc sống và lan tỏa khắp cơ thể của chúng ta. Và chúng ta từ từ thoát ra khỏi tư thế, duỗi thẳng hai chân, vẫn nhắm mắt, ngả nhẹ vai ra sau, hấp thụ cảm giác của tư thế mang lại cho cơ thể của chúng ta, và ghi nhận cảm giác hoàn toàn ổn định, an toàn này trong cơ thể. Và chúng ta cố gắng ứng dụng những cảm giác kết quả này vào cuộc sống hàng ngày sau khi chúng ta bước ra khỏi thảm tập, thì đó là một điều tuyệt vời. Tiếp theo, xin mời bạn cho người nằm xuống thảm. Chúng ta chuyển sang Savasana. Mở rộng hai chân bằng hông hoặc
mở hai gót chân sang hai mép thảm, hai tay xuôi theo thân, hai lòng bàn tay ngửa. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Và quan sát cảm giác của bạn. Thực hành đều đặn bài tập sẽ giúp bạn nhận ra năng lượng, cảm xúc và ý thức của Muladhara Chakra thật sự là gì. Nó sẽ cân bằng và tràn đầy năng lượng trên hành trình tập luyện của bạn. Duy trì tập luyện với sự cởi mở, chân thành và nhân từ. Một ngày nhìn lại, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã hoàn toàn loại bỏ được nỗi sợ hãi, lo lắng và bất an khỏi cuộc sống của mình. Và có thể bạn còn chuyển hóa sang một nhận thức cao hơn. Nhận ra rằng cuộc sống này thật sự là một món quà, rằng tất cả khó khăn hay vinh quang, nỗi buồn hay niềm vui đều là món quà đến và đi chỉ để giúp bạn có thêm sự trải nghiệm với lần sinh ra này. Bạn như một người lướt ván dạo chơi trên những con sóng của cuộc đời. Đó là quá trình thanh lọc của Muladhara Chakra. Tất nhiên, nó phụ thuộc vào quá trình tập luyện. Nó phụ thuộc vào karma của bạn. Tiếp tục thư giãn và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Nhẹ nhàng đưa tay phải qua đầu. Chống chân trái, nằm nghiêng sang bên phải. Vẫn nhắm mắt và từ từ cho người ngồi dậy. Khép hai chân ở tư thế ngồi thật thoải mái. Chồng chân phải lên chân trái, chỉnh thẳng lưng, thả lỏng hai vai, hai lòng bàn tay úp, ôm lấy đầu gối nếu bạn muốn kết nối với cơ thể của mình sâu hơn. Hai lòng bàn tay ngửa, ngón trỏ chạm ngón cái nếu bạn mong muốn được nhận năng lượng từ vũ trụ nhiều hơn. Lắng nghe tiếng gọi bên trong cơ thể bạn. Không có đúng hay sai ở đây mà chỉ là lựa chọn. Tập trung kết nối tới vùng xương ngồi, vùng đáy cột sống và tưởng tượng từ xương cụt một nguồn năng lượng được đẩy từ xương cụt dọc theo cột sống lên tới đỉnh đầu tạo thành một trục thẳng đứng, giúp năng lượng chuyển hóa như một dòng chảy. Vẫn nhắm mắt và chúng ta tụng câu mantra cho luân xa gốc. Lam. Lam. Chúng ta tụng ra tiếng khoảng 30 giây tới 1 phút đầu tiên, sau đó tụng thầm trong đầu của bạn trong vòng 5 phút. Bắt đầu. Hít vào.
Tiếp tục thầm tụng trong tâm trí của bạn. Chúng ta từ từ quay trở lại với cơ thể, hít vào một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng di hai ngón tay cái, di ngón trỏ với ngón cái vào nhau và cảm nhận di chuyển đó, cảm nhận hơi thở của bạn đang rất chậm và đều. Thầm khẳng định: tôi đang kết nối đất, tôi an toàn, tôi ở trong ngôi nhà của chính mình. Hai tay chắp trước ngực. Tâm trí, tâm hồn tôi ở trong cơ thể này, ngôi nhà của linh hồn này, dù tôi có di chuyển tới bất kỳ vị trí địa lý nào trên thế giới. Tôi chân thật với bản thân, sẽ luôn chăm sóc, nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp của Muladhara Chakra
luân xa gốc. Tôi thành thật với bản thân là sẽ luôn nuôi dưỡng cảm giác an toàn này trong cuộc sống hàng ngày của chính mình. Thương chào ánh sáng trong bạn, với tất cả tình yêu và ánh sáng trong tôi. Taraka xin chân thành cảm ơn bạn đã hoàn thành xuất sắc buổi tập ngày hôm nay. Hãy duy trì tập luyện bài tập này đều đặn trong vòng 21 ngày và trong hành trình cuộc sống của bạn. Sat Nam.